Cathy Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay 5 phút với Cathy, mình sẽ làm một món gỏi vừa Việt Nam mà vừa Nhật Bổn tí xíu. Cathy muốn nói đến là gỏi lobster sashimi, là tôm hùm với rau thơm. Cathy nhìn cái tôm hùm này là tại vì hồi sáng này á thì nó trong hồ nó bơi bơi, nhưng bây giờ đó thì nó nó hy sinh về cái món ăn ngon này. Cathy có đây đó là rau muống chẻ. Đó, cái phần này. Xong rồi một tí xíu vàng cho đẹp. Và bổ đó là một trái trái ớt màu vàng như thế này đây. Bây giờ mình sẽ thái nó mỏng mỏng để mình làm cái phần gỏi. Mắm Phú Quốc. Nước chanh này đã xong chưa? Đã xong rồi. Bây giờ mình rưới lên nè. Cái này thì mình rưới vừa vừa thôi, tại nó chua đó quý vị. Sashimi tươi và ngọt ơi là ngọt, nhờ mấy cái rau thơm nữa. Quá tuyệt vời. Cathy nghĩ sushi nào mà có cái này đâu, chỉ có sushi kiểu Việt Nam của Cathy Hà. Quý vị ơi, kỳ sau mà nếu quý vị có một cái tiệc mà đặc biệt cho gia đình hoặc là người thân bạn bè thì hãy làm cái món này, mua hai con tôm hùm to, xong rồi thái ra làm một dĩa gỏi rau muống, rau thơm như thế này. Ăn rất là tuyệt vời. Quý vị thấy sao? Có lý phải không? Cathy mong quý vị có một ngày rất là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Và kỳ sau mình sẽ cùng nhau làm một món ngon miệng nữa nha. Bye bye. See you next time.